quý vị, Lạc Dương là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số, chiếm 73% dân số toàn huyện, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn. Vì vậy, để thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, nhất trí cao của nhân dân. Và Lạc Dương đã đạt được những kết quả đáng kể trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia này. Niềm vui đón mùa xuân mới năm nay càng được nhân đôi đối với đảng bộ và chính quyền huyện Lạc Dương nói chung và xã Đà Nhiêm nói riêng, khi xã Đà Nhiêm được Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới. Nhân dịp huyện Lạc Dương tổ chức lễ công nhận xã Đà Nhiêm là xã đầu tiên của huyện về đích nông thôn mới, chúng ta hãy cùng tìm hiểu về con đường xây dựng nông thôn mới tại địa phương này qua phóng sự sau. Về Đà Nhiêm hôm nay, những con đường rộng mở với cảnh quan hài hòa, những nhà cao tầng khang trang được xây dựng, tất cả hiện lên một sức sống sinh sôi. Đó là kết quả của 6 năm Đà Nhiêm xây dựng nông thôn mới, với tổng nguồn lực huy động trên 128 tỷ đồng. Thành quả đó có sự chung tay của các cấp các ngành, từ tỉnh đến cơ sở, và của mỗi một người dân trong ý thức xây dựng đời sống mới. Mình dọn dẹp thì mình cũng có thấy nó đi đường đi mình thì gọn gàng hơn ấy. Không thì mình đó xa bỏ thế này thì bề bộn lắm. Năm trước thì đường mình đi bùn lầy lắm, bên nhà nước họ đầu tư ấy. Đi đường thì họ có điều kiện họ làm cho mình có đường nhựa đi dễ dàng hơn. Mục tiêu của chương trình xây dựng nông thôn mới tại Đà Nhiêm được minh chứng qua những con số cụ thể như thu nhập bình quân đầu người năm 2016 ước đạt 33 triệu đồng một người một năm, tăng 256% so với năm 2010, thời điểm bắt đầu xây dựng nông thôn mới. Tỷ lệ hộ nghèo giảm mạnh từ trên 30% năm 2010 xuống còn 12% hiện nay. Các mô hình sản xuất, đặc biệt là sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, ngày càng được phát triển. Trên địa bàn huyện có 50 hộ, chủ yếu là người đồng bào dân tộc thiểu số, đầu tư canh tác rau hoa công nghệ cao với diện tích khoảng 14 hectare. Thông qua các mô hình này đã giúp cho người đồng bào dân tộc thiểu số có chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và chuyển đổi phương thức canh tác. Hệ thống điện, đường, trường, trạm được đầu tư xây dựng. Hiện Đa Nhiêm đã nhựa hóa và bê tông hóa được gần 4.600 mét với tổng kinh phí đầu tư xây dựng 6,9 tỷ đồng. Với 100% trường học và trạm y tế đạt chuẩn quốc gia, năng lực khám chữa bệnh được tiếp tục cải thiện. Trong giai đoạn 2010 đến 2016, trạm y tế Đà Nhiêm đã khám chữa bệnh cho trên 38.000 lượt người. Trước khi vào xây dựng nông thôn mới thì xã Đà Nhiêm mới đạt được 3 tiêu chí trong bộ tiêu chí xây dựng quốc gia về nông thôn mới, thì đó là bưu điện, y tế và an ninh. Sau khi được tỉnh chọn xây dựng nông thôn mới thì là đến nay xã Đà Nhiêm đã đạt được 19 trên 19 tiêu chí. Xây dựng nông thôn mới đã khó, đạt chuẩn đã khó rồi, thì để mà giữ vững cái danh hiệu nông thôn mới thì càng khó hơn. Để chính từ đây thì chúng tôi cũng xác định là cần phải thường xuyên chăm lo đời sống nhân dân, rồi quan tâm vận động bà con nhân dân tích cực chuyển đổi cái cơ cấu cây trồng vật nuôi và tập trung để nâng cao các cái giá trị hàng hóa trên đơn vị diện tích, rồi nâng cao cái đời sống tinh thần vật chất cho bà con nhân dân. Hiện nay trên địa bàn huyện Lạc Dương, ngoài xã Đa Nhiêm đạt 19 trên 19 tiêu chí nông thôn mới, thì xã Đà Sa cũng đã đạt 17 tiêu chí, xã Lát 14 tiêu chí và Đà Chai đạt trên 10 tiêu chí. Và Lạc Dương phấn đấu đến năm 2020 đạt huyện nông thôn mới. Có được kết quả trên là nhờ Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới Lạc Dương thường xuyên quan tâm công tác chỉ đạo, phân công cán bộ bám sát cơ sở, kịp thời hỗ trợ các xã trong quá trình triển khai thực hiện, đồng thời củng cố năng lực, chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Thông qua đó góp phần nâng cao năng lực chỉ đạo, điều hành và hiệu quả trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội các xã. Đặc biệt tập trung ưu tiên nguồn vốn trực tiếp từ các chương trình nông thôn mới, chỉ đạo lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ trên địa bàn huyện. Chúng tôi sẽ tiến hành các giải pháp tổng hợp, đặc biệt là cái sự quyết liệt vào cuộc của hệ thống chính trị, và dùng các cái giải pháp nội dung và biện pháp cụ thể để hướng dẫn các địa phương để thực hiện. Thế thì trước mắt là sẽ thực hiện xã Đa Sa và sau đó là xã Lát và các xã còn lại
mà đảm bảo đến 2020 là chúng tôi sẽ đạt được huyện nông thôn mới. Để đạt được mục tiêu trên, trong thời gian tới, huyện Lạc Dương đưa ra các giải pháp cụ thể như đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, lồng ghép có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư, tăng cường công tác kiểm tra giám sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng để nhân dân hiểu và tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới. Từ việc nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần cho người dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước thì sẽ nhận được sự đồng thuận của nhân dân. Đó chính là hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tại xã Đa Nhiêm, Lạc Dương nói riêng và Lâm Đồng nói chung, với những lợi ích thiết thân cho người dân nông thôn trên bước đường hội nhập và phát triển. Dự án giảm nghèo ở Đơn Dương đã có tác động tích cực, giúp hộ nghèo vươn lên trong cuộc sống. Là huyện nông thôn mới, vì vậy, cùng với nâng cao các tiêu chí nông thôn mới, trong lộ trình phát triển, cấp ủy chính quyền các cấp ở Đơn Dương luôn quan tâm đến tiêu chí giảm nghèo.